Hello, welcome back English A My Language Exercise Unit 12. Part 6, phần số 6, complete these sentences using always adverb in. Các em sẽ hoàn thành câu của nhân vật B sử dụng một cái cấu trúc mà mình có học trong phần Language Focus rồi đó. Chính là dùng với always cộng với động từ thêm in. Đây chính là dùng thì hiện tại tiếp diễn tả một thói quen xấu khiến người nói phàn nàn bực mình ha, khiến người nói bực mình khó chịu với nó. Ví dụ như bạn lúc nào cũng quên kính ở nhà, bạn lúc nào cũng quên bài tập ở nhà, bạn lúc nào cũng nói chuyện trong lớp chẳng hạn. Như vậy thì lúc nào cũng hay là always luôn luôn ha, gì đó thì các em, đó là một thói quen xấu lúc nào cũng diễn ra lặp đi lặp lại khiến người khác khó chịu, mình chia thì hiện tại tiếp diễn ha. Rồi bắt đầu làm nha. Câu thứ nhất, ví dụ các em đọc qua câu ví dụ trước đi. My grandmother is always forgetting her umbrella. Bà của tôi lúc nào hay là luôn luôn quên mang dù của bà ấy ha. Rồi câu 1 thì người ta cho mình một cái tình huống, sau đó mình sẽ phần nè, mình sẽ nói lại cái mình sẽ dùng always với cái cấu trúc đó. Ví dụ câu nhân vật A nói là May I watch television, mom? A mới nói là con có thể xem TV không mẹ? Thế là nhân vật B này chính là mẹ ha. Mẹ nói là con lúc nào cũng xem TV, con xem TV hoài, con xem TV luôn ha. Thì chia thì hiện tại tiếp diễn you are, hiện tại tiếp diễn công thức hiệu ở hiện tại tiếp diễn các em biết rồi đó. Chủ ngữ cộng với động từ to be ở hiện tại là am, e hoặc are, tùy chủ ngữ ngôi nào nha. Thì you thì đi với are, rồi mới tới trạng từ always. You are always, con lúc nào cũng xem TV thì chính là động từ watch. Watching, always watching television. Television, ok. You should do something more active. Con nên làm cái gì đó năng động hơn đi, hoặc bác hơn đi ha. Câu số 2, look, nhìn kìa. You made the same mistake again. Bạn lại mắc lỗi, bạn lại lặp lại lỗi đó lần nữa rồi ha. Oh no, không. Mình lúc nào cũng I am always, mình cứ luôn making, lặp lại những cái the same mistake, những cái lỗi giống nhau ha. Lúc nào cũng mắc những cái lỗi giống nhau, mistake. Đó. Rồi bỏ chữ again đi giúp cô ha, mình không có lặp lại chữ again nữa. Câu số 3, I'm afraid I lost my key again. Tôi e rằng tôi lại quên chìa khóa rồi. Oh dear, ôi cưng ạ. Bạn lúc nào cũng quên chìa khóa ha. You always losing. Các em để ý giùm cô ha, losing nha. Losing. Lost là quá khứ của lose. Chữ lose, S-E đó. Hết E như thế này, cô bỏ E đi, cô thêm in. Losing your key. Cô không còn dùng my key nữa nha, mà là your key, bạn lúc nào cũng quên chìa khóa của bạn ha. Còn trên là anh A, anh nói là tôi quên chìa khóa của tôi. Rồi, bỏ chữ again đi. Câu số 4, the car has broken down again. Cái xe hơi này lại hư nữa rồi. That car, nhân vật B nói that car, cái xe đó thật là useless, vô dụng. Nó lúc nào cũng hư. It is thì đi với is ở hiện tại. It is hiện tại tiếp diễn mà. Always, các em nhớ là cô đang chia hiện tại tiếp diễn nha, không phải quá khứ tiếp diễn, đừng có nhầm nha. It is always breaking down. Rồi bỏ chữ again đi. Always breaking down. Câu 5. Oh, Sue has left the lights on again. Ôi Sue lại để cái gì, lights, bóng đèn hả? Sue lại để đèn mở nữa rồi. Tức là quên tắt đèn á ha. Typical, luôn luôn là như vậy. Typical lại nữa, là luôn là như vậy, lúc nào cũng vậy. Says always, say so ít thôi, cho nên says always, says always leaving the light on. Rồi, câu tiếp theo. Câu số 6, câu tiếp theo. Nam and Hoa has met the school bus again.
Nam bà Hoa has missed the school bus again. Nam bà Hoa trễ xe buýt ở trường nữa rồi. Trễ xe buýt đến trường nữa rồi. Xe buýt trường ha. Not again. Không phải nữa chứ. Họ lúc nào cũng trễ xe buýt. They are always missing hai chữ S. Missing the school and bus. Rồi, bỏ chữ again đi ha. Câu số 7. I've lost my pen again. Tôi lại quên bút ở nhà. Tôi lại quên bút lần nữa rồi. Not again, lại nữa hả? Không phải lại nữa chứ. Bạn lúc nào cũng quên bút. You are always mất bút chứ, sorry. Losing your pen. Mất bút của bạn. Your pen. Ok. Câu 8. I've forgotten my glasses again. Tôi lại quên kính của tôi ở nhà rồi. Typical. Trời ơi, lúc nào cũng vậy. You are always forgetting your glasses. Rồi, xong. Xong phần 6 là mã, tới phần 7 là mã này. Fill in the blanks with the suitable preposition. Điền vào chỗ trống với những cái giới từ suitable, phù hợp. Câu thứ nhất này. You must, bạn phải đến chơi for dinner, để ăn tối, one night, vào một đêm ha. Come over, đến chơi. Còn đây, come over for dinner là đến ăn tối, đến chơi mà ăn tối ha. Câu số 2. We'll only be, chúng tôi chỉ ở thị trấn khoảng 3 ngày. Ở đâu đó? In town ha. We only be in town khoảng 3 ngày. Trước một khoảng thời gian em dùng for 3 days, khoảng 3 ngày. What's the weather? Thời tiết thì như thế nào? What's the weather like? Chữ like trong này, thời tiết giống như thế nào ha? Thì chữ like này là giới từ nha các em, chứ không phải là động từ nha. What is the weather like? Thời tiết thì trông như thế nào, giống như thế nào đó ha? I'll pick you up. Tôi sẽ đón bạn at the hotel, ở khách sạn, vào lúc 7 giờ. Trước giờ mình dùng giới từ at. Pick you up. Pick up là đón đưa ha. Còn nếu mà nhặt cái gì đó thì cũng là pick up luôn. Câu số 5. They went swimming. Họ bơi ở đảo nào đó. At, ở bãi biển chứ, sorry. At Waikiki Beach, ở bãi biển thì em dùng at. At Waikiki Beach. As soon as they arrive, ngay khi họ arrive, đến cái đảo Hawaiian Island ha. Đến đảo thì em dùng on. Đúng không ta? Arrive thì đi với giấy tờ. Đúng rồi các em. Arrive thì ví dụ như các em đến một thành phố lớn, một đất nước, thì arrive in. Đến một thành phố lớn ha, còn đến những cái địa điểm nhỏ như khách sạn, nhà hàng rồi gì đó chẳng hạn, thì arrive at, trường học là chẳng hạn. Thì còn đây các em đến một hòn đảo thì arrive on the Hawaiian Island. Cái đảo Hawaiian Island này ở Oahu, cho nên cô sẽ dùng ở của Oahu. Câu số 6. If we don't finish the report today, nếu chúng ta không hoàn thành cái báo cáo hôm nay, we can go, chúng ta có thể tiếp tục nó vào ngày mai, tiếp tục là go on with it tomorrow. Go on, nếu từ on là cũng with nữa ha. Go on, tiếp tục ha. With thì thật ra cái giới từ on này nó sẽ đi liền với chữ go, tạo thành một động từ có nghĩa là tiếp tục nha. Thì chữ with này nó là giới từ tiếp của câu này ha, chứ các em đừng có lo là sao câu nó có hai giới từ liên tiếp nhau rồi on rồi lại with nữa ha. Thì thật ra on nó sẽ đi cùng với go để tạo thành cái cụm động từ. Go on là tiếp tục. Rồi tiếp theo. She complained, cô ấy phàn nàn. Complained to somebody about something, phàn nàn với tôi về cái gì đó. To me about his rudeness, về sự thô lỗ của anh ấy. This doll, cái con búp bê này is made, được làm ở Trung Quốc. In China, made in China. Câu này quen quá rồi. We went, chúng tôi tới. Chúng tôi nha. Một chuyến đi 10 ngày ở Central Africa, ở Trung Phi. Chúng tôi tiếp tục
go on, went on. Chúng tôi tiếp tục chuyến cái chuyến hành trình, chuyến đi 10 ngày ở Trung Phi. Chúng tôi bắt the flight, chuyến bay 710 10 giờ, vào lúc 10 giờ trước giờ cảm dùng giới từ at ngày 22 trước ngày thì cảm dùng giới từ on. Trước thứ cũng dùng giới từ on, có ngày dùng on rồi mà có thứ thì lại càng dùng on đúng không? Ngày 22 thứ năm. Ok, rồi bài sau dài quá. Bài sau để hai phần sau đi ha. Tạm thời cô ngưng ở đây. Video này chỉ có 11 phút thôi. Ok, tạm biệt các em. Chúc các em học thật tốt.